Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn. Hôm nay tôi sẽ gieo duyên xem mệnh cho những ai đăng ký kênh YouTube và TikTok Khải Toàn Phong Thủy. Đoạn sau video có hướng dẫn cách đặt câu hỏi. Theo các bạn, cầm tinh con giáp nào là khổ nhất? Con giáp nào là sướng nhất? Tuổi Châu làm lì cài bừa là khổ. Tuổi Ngựa nóng nảy xa nhà là khổ. Tuổi Mão nóng tính quân tử cũng quá khổ. Tuổi Tý tình cảm dễ trắc trở sẽ khổ. Tuổi Dần mạnh mẽ bươn chải nhiều khổ. Tuổi Tỵ luôn lo nghĩ về tương lai là khổ. Tuổi Mùi sống nội tâm là khổ. Tuổi Thân tranh đấu vì sự nghiệp là khổ. Tuổi Dậu buôn bán tảo tần là khổ. Tuổi Tuất ra đời rất là sớm là khổ. Tuổi Hợi nhịn quá bị ăn hiếp cũng khổ. Ôi, rốt cuộc tuổi nào sướng đây? Các bạn vào các video 12 con giáp của tôi mà xem, ai cũng than khổ, không ai than sướng, nên 12 con giáp đều khổ hết sao? Thực tế là nên xét theo năm tháng ngày giờ sinh, xét cả lá số mới biết được một số sướng hay khổ. Như video trước tôi có trình bày về thuật xem mệnh, lá số tử vi và bát tự tứ trụ, xét năm tháng ngày giờ sinh, xét giới tính, xét đại vận mới luận được chính xác một lá số. Hai người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng bệnh viện thì sao? Huyền cơ ở đâu? Phúc đức ông bà cho ra kết quả khác nhau. Ngũ hành họ và tên cũng cho ra kết quả khác nhau. Địa lý nơi sinh sống, người thường xuyên bên cạnh cũng rất ảnh hưởng, nên không thể giống nhau hoàn toàn được. Lại có người bán tính bán nghi về các thuật số xem mệnh. Xem mệnh, xem bói như vậy liệu có đúng không? Tôi không xem bói nên xin không bàn luận về bói. Về thuật số xem mệnh, dựa vào năm tháng ngày giờ sinh của mỗi người để xét. Đây là những mật mã được hình thành từ lúc mỗi người sinh ra. Cơ sở để tra là lấy năm tháng ngày giờ sinh. Ví dụ xem tướng thì có tướng mặt, tướng ngũ chi. Xem chỉ tay thì có những đường nét hình thành trên lòng bàn tay. Phương Tây nghiên cứu về sinh trắc học vân tay. Tất cả thuật số này từ ngàn năm trước, các bậc cao nhân đã nghiên cứu nhiều trường hợp để tổng hợp, người có căn duyên lĩnh hội và tiếp tục phát triển. Người tin phong thủy cho là đáng tin, người không tin cho là mê tín. Việc này không có gì phải bàn cãi. Tôi ví dụ như vậy, đặt một ấm trà, mỗi người ngồi mỗi góc, cách nhìn sẽ khác nhau. Thời gian trong ngày, ánh sáng phản xạ khác nhau cũng cho ra sắc thái khác nhau. Thậm chí tâm trạng vui và buồn cũng cho ra khác nhau. Dụng thần là gì? Mệnh khuyết là gì? Khuyết kim, khuyết mộc, khuyết hỏa, khuyết thổ là gì? Tôi đã làm nhiều video, nay xin tóm tắt lại. Dụng thần là ngũ hành bạn thiếu, bạn cần để cân bằng lại lá số của bạn, giúp vận trình may mắn hanh thông hơn, gọi là thuật cải vận. Kỵ thần là ngũ hành bạn kỵ, hạn chế sử dụng để giảm vận xui. Dựa theo bảng này có thể tra được dụng thần đơn giản. Đúng với 7 trên 10 trường hợp, mùa sinh hay tiết khí sinh khống chế ngũ hành. Một người sinh mùa xuân vào thời điểm mộc vượng, thường kỵ mộc và khuyết kim. Người sinh mùa hè oi bức, thời điểm hỏa vượng thường kỵ hỏa và thiếu thủy. Người sinh mùa thu, tiết khí kim vượng, thường kỵ kim và thiếu mộc. Người sinh mùa đông, tiết khí lạnh, thời điểm thủy vượng thường kỵ thủy và thiếu hỏa. Thuyết ngạ mệnh này tuy không hoàn toàn tuyệt đối chính xác, nhưng có thể dùng được 7 trên 10 trường hợp. Một người có thể khuyết một hoặc nhiều ngũ hành. Tôi ví dụ cụ thể như sau. Ví dụ anh diễn viên Vinh Râu sinh tháng 1 năm 94 vào tiết khí lạnh, mệnh thiếu hỏa mộc. Anh ta rất thích màu đỏ và các màu ấm, làm tăng vận hỏa. Tên Râu là mộc, để Râu là tăng vận mộc. Người thiếu hỏa thường sinh từ cuối tháng 11 cho đến đầu tháng 2 dương lịch, nhằm tháng Hợi Tý Sửu cần biết. Màu đỏ, tím vàng sậm, cam và hồng đều thuộc hỏa. Trang sức đá vân đỏ hoặc là đá xanh lá cây, thạch anh tóc đỏ. Về động vật, nuôi chó là hỏa, nuôi mèo là mộc, ngựa cũng là hỏa. Ăn uống, ăn lẩu, đồ nướng, thịt lợn, sô-cô-la, thịt khô bò đều là hỏa. Đối với cơ thể, phần đầu, mắt là hỏa, có thể nhuộm ít tóc đỏ để tăng vận. Đồ vật trong nhà bếp, dĩ nhiên bếp là hỏa, tivi, lò vi ba cũng là hỏa, máy tính cũng là hỏa,
các thiết bị đại diện cho hỏa, tranh mặt trời, tranh ngựa. Các ngành nghề thuộc hỏa, nhà hàng Á, quầy bán lẻ, sản xuất đồ nhựa, điện tử, máy tính, thiết bị điện tử, kỹ thuật, đầu bếp, chế biến thực phẩm, đèn chiếu sáng, nhiếp ảnh, những ngành thường tỏa nhiệt, thợ trang điểm, diễn viên, công an, các ngành nghề liên quan đến thể thao, các studio mang tính sáng tạo, chụp ảnh hoặc là thu âm. Người thiếu kim thường sinh từ cuối tháng 2 cho đến 4 tháng 5 dương lịch, nhằm tháng Dần Mão cần biết, màu trắng xám là kim, trang sức vàng bạc đồng hồ tự động, Rolex là một loại rất là nhiều kim, kim cương thạch anh tóc vàng là kim, động vật gà khỉ là kim, khi ăn uống, ăn thịt đông lạnh, ăn kem, ăn thịt gà là rất là nhiều kim, tổ yến cũng nhiều kim. Mỗi sáng thức dậy nên hướng về hướng Tây hoặc là Tây Bắc, hai hướng này thuộc kim. Mỗi sáng cạo râu bằng dao, tại vì đây là kim loại nên cắt lông mũi. Đồ vật trong nhà, tủ lạnh, máy lạnh, gương là kim, két sắt cũng là kim. Trong nhà nếu treo một bức tranh núi Phú Sĩ, tranh gà khỉ là tăng vận kim. Những ngành nghề thuộc kim như ngân hàng, tài chính, kế toán, kinh doanh, chứng khoán, công nghệ, cửa hàng vàng bạc, trang sức, nghề cơ khí, văn phòng kiến trúc sư. Ví dụ anh chàng đen vâu, sinh mùa hè dương hỏa, kỵ hỏa, danh xưng đen vâu, màu đen, màu xanh dương là thủy. Người dư hỏa thường thiếu thủy. Người thiếu thủy sinh vào tháng 5, 6, 7 và đầu tháng 8 dương lịch, nhằm tháng Tỵ Ngọ Mùi cần biết. Màu đen, màu xanh dương là thủy. Trang sức vàng bạc đá quý thuộc màu đen, màu xanh dương. Động vật cá, chuột, rồng, chuột Mickey, dơi, Batman đều là thủy. Khi ăn uống, tất cả các loại hải sản đều là thủy. Cơm gà Hải Nam cũng là thủy. Tổ yến, mộc nhĩ đen, mộc nhĩ trắng. Uống nhiều bia lạnh, uống trà đá, sữa chua cũng là thủy. Đối với cơ thể, gương mặt nên trắng sáng, nên đeo kính mát vì kỵ hỏa, kính mát trắng hỏa. Đồ vật trong nhà, ở gần nguồn nước. Gương là kim thủy, tránh để nhà bếp bừa bộn. Hồ cá, nhà vệ sinh là thủy, treo một bức tranh về sông nước hay là tranh củ ngư rất là nhiều thủy. Ngành nghề thuộc thủy, dịch vụ, làm sạch, thủy lợi, đánh bắt cá, nghề biển, quảng cáo, văn phòng tư vấn, giới thiệu việc làm, spa, thẩm mỹ, kinh doanh nước giải khát, tâm lý học, quan hệ công chúng đều là thủy. Với người thiếu mộc, ví dụ anh diễn viên Tiến Luật sinh tháng 10 mùa thu nhằm tháng Dậu, người dư kim thích sưu tầm mộc, để râu ít móng tay là tăng vận mộc, vòng tay trầm hương rất là quý, rất là nhiều mộc, các bạn có thể vào Facebook của anh ta mà xem. Người thiếu mộc sinh tháng 9 tháng 10 dương lịch nhằm tháng Thân Dậu cần biết, xanh lá là mộc, trang sức các loại đá quý xanh lá, vòng gỗ trầm rất là nhiều mộc. Động vật thỏ, hổ, mèo, mèo Kitty, mèo Doraemon cũng là mộc. Khi ăn uống, ăn rau xanh rất là thích hợp ăn chay. Đối với cơ thể, tóc dài, móng, râu mới có vận tốt. Đồ vật trong nhà, kệ sách là mộc, sách vở báo chí là mộc. Bàn làm việc nên có cây cối, phù hợp ở nhà nhiều đồ gỗ. Các ngành nghề thuộc mộc, làm vườn, trang trí cây cối, những ngành liên quan đến hoa, quần áo, giày dép đều là mộc. Các bạn vào website phongthuykhaitoan.com hoặc là phongthuycaivận.org để tìm hiểu thêm. Tôi hướng dẫn các bạn tự lấy thông tin và gửi câu hỏi. Cách 1, dùng app Lịch Việt, nhập năm tháng ngày giờ sinh của mình vào và ghi lại ngũ hành thiên can và địa chi. Cách 2, vào trang web phongthuykhaitoan.com và một tra lá số, điền năm tháng ngày sinh của mình vào và nhấn lấy lá số, copy đoạn thông tin này, dán vào comment kèm câu hỏi cụ thể. Tôi ưu tiên trả lời các câu hỏi để cải thiện bản thân tốt hơn. Xin từ chối các câu hỏi về vợ chồng. Các bạn có thể tham khảo những câu hỏi sau đây. Ví dụ mệnh khuyết là gì? Hợp màu gì, hợp hướng gì? Hợp với ai? Ai là quý nhân, hướng ngoại hay hướng nội? Ngành nghề nào phù hợp? Con vật may mắn, trang sức, bàn làm việc nên có gì? Có đào hoa hay không? Hướng tốt mỗi ngày thức dậy, nên làm một mình hay nên hợp tác, hoặc bản thân đang gặp vấn đề gì. Xin nhắc lại, tôi ưu tiên các câu hỏi rõ ràng theo hướng dẫn trên và đăng ký kênh YouTube lẫn TikTok Khải Toàn Phong Thủy.
Nếu biết dụng thần của bản thân là gì thật sự là tốt, ứng dụng để cải vận, hoặc bạn có thể không cần phải biết bất cứ gì liên quan đến số mệnh, chỉ cần tâm tính lạc quan, sống ôn hòa, kiên trì với mục tiêu là vận may sẽ tới. Cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.